Chào mừng anh em trở lại với kênh Kết nối tiêu dùng. Nếu như anh em đã có một con máy khoan mạnh của Daewoo, ví dụ như là 796 hay là 996, và anh em muốn mua thêm một cái body bán vít khá mạnh, khá và giá dễ chịu, đâu đó tầm 1.9 triệu, thì anh em có thể lựa con này. Đây là DCF 885, và đó, nó là cái body mà rẻ nhất hiện tại của dòng DCF đầu 8 của Daewoo, bảo hành 3 năm 9 hãng. Và chúng ta hãy cùng đi xem là nó có cái gì nhé. Khi mà anh em mua cái thân máy này về thì nó được đựng trong cái hộp giấy như này. Anh em mở ra thì chúng ta sẽ có một cái thân máy. Một bên này chúng ta có cái móc, và bên này thì chúng ta có một cái khoang để chúng ta có thể dắt cái mũi vít của chúng ta vào đây. Nó không có mũi vít đi kèm nha anh em, không có pin luôn đó, chỉ có thân máy như này thôi. Cho nên là anh em nào mà đã có khoang pin, đã có sẵn cục pin rồi, thì anh em mua cái con thân máy này về xài. Giá hiện tại là 1.940.000 hiện tại nha anh em, tương lai thì có thể là tăng giảm gì đó, nhưng mà hiện tại là 1.940.000. Và kèm trong hộp chúng ta cũng có sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành này kia các thứ. Cái máy này nhập từ thị trường Hàn Quốc, cho nên là cuốn sổ bảo hành này không có tiếng Việt nha anh em. Đó, nó hơi kỳ tí xíu. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong hộp. Và thân máy này thì được bảo hành chính hãng 3 năm. Đó, giống như những cái máy cầm tay khác của Daewoo. Trên thân máy thì chúng ta sẽ có tem chống giả của Stanley Black & Decker, có cái chỗ cào để mà kích hoạt bảo hành online. Và khi mua máy thì anh em nhớ là hãy mua những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, cũng như không mua lầm hàng giả hàng nhái. Một trong những địa chỉ đó là Kết nối tiêu dùng. Về thiết kế thì anh em thấy ở đây ha, máy được thiết kế nhìn rất là đã, nhìn rất là đẹp và cao cấp, rất gọn gàng. Thân máy thì chỉ nặng đâu đó tầm khoảng 0.9 kg thôi, khá nhẹ nhàng. Rất nhiều chi tiết được bọc bằng cao su nè. Đây là cao su nè. Bên đây cũng vậy nè. Khi anh em để nó xuống, ví dụ như lỡ đầu nó nằm xuống đây, thì nó sẽ trúng cái phần cao su này và nó không có làm chảy xước máy và nó giảm chấn nữa. Ở phía trước này cũng là cao su. Có ba cái đèn LED ở đây. Khá sáng ha. Và cách bố trí đèn này thì nó sẽ không có bị che cái phần mũi vít của chúng ta ở đằng trước. Không như một số máy bố trí đèn ở dưới đây thì nó bị che mất một cái miếng ở bên trên này, cảm thấy rất khó chịu. Cái máy này thì cấu tạo của nó thì cũng rất đơn giản, chỉ gồm có một cò điều tốc. Lên trên đây chúng ta sẽ có một cái công tắc đảo chiều, ở giữa là khóa. Tới cái đầu này thì nó là cái đầu 1/4 inch, rất phổ biến trên thị trường để mà gắn mũi băng vít. Xuống dưới đây chúng ta có một đồ để giữ mũi vít. Và qua bên đây thì chúng ta có một cái móc. Đó, dưới đây thì là khoang để mà gắn pin. Pin 18V. Đó. Và bây giờ Thành sẽ mở bung nó ra cho anh em xem nội thất ở bên trong nhé. Khi mà mở xong vít ra rồi thì anh em nhấc phần nhựa của máy lên nè. Đó. Rất đơn giản thôi ha, không có vấn đề gì khó khăn. Và bên trong thì chúng ta có cái gì đây? Nội thất của máy nè. Cái khoang đựng pin ở đây nè. Đó. Ở đây thì họ có ghi một cái dòng chữ Made in Thailand nè, anh em thấy không? Có vẻ như là ở trong đây sẽ có một số những cái linh kiện ở trong đây, những cái mạch gì ở trong đây, và họ đổ keo hết rồi. Đổ keo kính mít ở trong đây nè. Đó. Nguyên cái cục này Made in Thailand. Đó. Tụ này kia chắc là ở trong đây. Lên trên đây thì chúng ta có một cái cò. Cò này là của hãng Defon. Rồi lên trên nữa thì chúng ta sẽ có một cái động cơ có chổi thang. Đây anh em nhìn chổi thang của máy nè. Động cơ kiểu này, cái chổi thang nó lộ ra vậy thì anh em rất dễ thay thế nha anh em. Không như một số xài động cơ 550 hay là 775 này kia cái thứ thì anh em sẽ hơi khó thay chổi thang. Nhưng mà cái loại này như vậy thì anh em dễ thay chổi thang lắm. Còn đây là cái phần đèn LED ở bên trước nha anh em. Khi mà anh em bấm thì đèn LED này nó sẽ sáng lên. Bây giờ anh sẽ tháo cái phần này ra cho anh em xem luôn. Ở trong phần rotor này kia cái thứ của máy. Anh em có thể dễ dàng nhấc nó ra. Đây.
chính là cái động cơ của máy nè. Rotor và stator ở bên ngoài. Wow, thích với nhau bằng một cái lực rất là mạnh. Cái này có 500 vĩnh cửu ở trong cho nên là nó thích với nhau mạnh lắm nha anh em. Nhưng mà mình sẽ mở ra cho anh em coi nè. Đó, hai phần của máy nè, toàn bộ là dây đồng. Đây là cái lá quạt tản nhiệt. Và ở trên đây thì đây là củ góp nè. Ở cuối thì chúng ta có một cái bạc đạn nè, để mà chạy cho nó êm nè. Và ở đây thì đổ keo hết. Đó, phần này stator của chúng ta đây. Rồi, bây giờ Thành sẽ lắp lại. Còn đây là nguyên cái phần phía trước, nhông đồ bộ búa này kia nó ở trong đây. Cái này thì Thành lại không có mở ra được. Đó, Thành không biết mở ra như thế nào hết. Nên thôi, Thành sẽ lắp lại. Thực ra trong này thì cũng chả có gì phức tạp đâu anh em. Cũng là một cái búa, rồi cái lò xo nhúng này kia các thứ thôi, cái nhông này kia thôi. Đại khái là đó là những cái thành phần ở bên trong của máy. Con máy của chúng ta xài pin 18V, tốc độ không tải tối đa là 2800 vòng trên 1 phút, nhịp búa đập lên tới 3200 lần trên 1 phút, lực vặn tối đa của máy là 155 Nm. Bây giờ Thành sẽ test thử cái sức mạnh của nó anh em. Thành sẽ bắn những cái con vít dài này vào trong cục gỗ căm xe này, một cục gỗ cứng nha anh em. Đó, con vít 10 phân nè, vô cũng khá là dễ dàng. Tiếp theo nè, con vít khoảng 7 phân. Đó, 5 phân. Ok, ngon lành, không có vấn đề gì. Tiếp theo bắn tôn thử ha. Bắn tôn thì thực ra là con nào cũng bắn được thôi. Thành cũng test cho anh em coi, chơi. Con này thì bắn tôn rất là vô tư. Nếu như anh em cần một cái thân máy giá dễ chịu thì anh em có thể lựa chọn con này. Mức giá của nó chưa tới 2 triệu. Nhưng đổi lại thì nó xài động cơ có chổi than và cái lực của nó tối đa thì tới 155 Nm thôi. Anh em có thể nhích lên thêm một tí xíu nữa, tầm 2 triệu mốt mấy chục thì anh em đã có một cái body DCF 787 là động cơ không chổi than và lực vặn của nó tối đa lên tới 170 Nm. Còn nếu như anh em chưa có pin ha, anh em chưa có pin và anh em muốn mua một combo có luôn pin sạc thì anh em không nên lấy con này. Bởi vì combo 2 pin 2A một sạc của con này giá là 4.2 triệu. Trong khi với 4.190.000 thì anh em đã có thể lấy được một cái combo DCF 887 là một con rất ngon, có điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh lực 3 cấp và cũng là 2 pin 2A một sạc. Giá thì có là 4.190.000 thôi thì lấy DCF 887 ngon hơn nhiều. Lực vặn của nó lên tới 205 Nm lận. Nếu anh em quan tâm và muốn mua những máy này về xài thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, Kết Nối Tiêu Dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn. Hoặc anh em có thể ghé trực tiếp 106 Tái Thiết, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để mà sờ tận tay và test máy luôn. Ở đây thì có rất là nhiều loại máy để anh em so sánh và tham khảo. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì cam kết 100% là hàng chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng giả hàng nhái thì bồi thường cho anh em 1 tỷ đồng. Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này, đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ một clip nào về máy móc hay là chương trình khuyến mãi sắp tới của Kết Nối Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.